Ma Thánh, tiểu nữ đọc báo, thấy có nói về một con thủy quái ở Thái Bình Dương là có thật, nhưng thông tin chỉ tới đó là hết. Con thủy quái nào? Mọi cõi giới đều là ma giới, chỉ cần nó không phải loại tép diêu, ma đạo không gì không biết. Cờ Thu Lù, tên đọc muốn líu lưỡi. Ha ha ha, con này bản Ma Thánh nói dốc được, nói dốc về đạo hoài cũng chán, đổi đề tài để mở rộng thế giới quan, cũng là một cách tăng trưởng trí tuệ. Thế muốn biết cái gì nào? Nó có thật không? Và hiện đang bị giam cầm dưới đáy Thái Bình Dương. Là thật có. Đây là một sinh vật ngoài hành tinh, được nhắc đến trong cấm thư Necronomicon. Còn theo Ma Kinh ghi lại, thì nó là một sinh vật có thật, ở thế giới của thần tối, được triệu hồi đến trái đất bởi một phù thủy hắc ám. Con Cờ Thu Lù này hiện đang bị phong ấn ngủ đông ở đáy biển Thái Bình Dương bởi ba vị thánh nhân, thủ hộ giả nhân tộc. Nó có phải là con bạch tuộc bị đột biến gen? Không phải, nghe nói nó là con rơi của con hắc long, trịch dạo con bạch tuộc mà sinh. Thân dưới là rồng, thân trên là người. Cái đầu bạch tuộc lại có hai cái cánh rơi. Con này mạnh không? So với lâu tật yêu thánh ở yêu giới thú vực thì nó cũng thuộc hàng ép diêu. Con này nó chỉ tương đương với Nguyên Anh Kỳ, nhưng so với người bình thường chúng ta thì Nguyên Anh Kỳ chính là thần tiên rồi. Necronomicon gì mà lại là cấm thư? Vì những người đọc nó sẽ bị điên hết. Nó thực sự quá nguy hiểm, nên nghe đồn là Vatican đang bảo quản, thế gian sợ nó, còn ma đạo thì lại xem nó lại là kỳ thư. Cuốn sách đó có nội dung là gì mà làm cho người xem bị điên? Nội dung cuốn sách đó ghi chép về các thực thể sinh mệnh SCP, phương pháp triệu hồi nó và các loại ma thuật bùa chú. Thể loại sách đó đầy rẫy như Sơn Hải Kinh, Hà Đồ Lạc Thư, Bản Thảo Voynich, Ma Thuật Munich, đâu có làm người xem điên loạn. Ha ha ha, tiểu nha đầu biết cũng nhiều đấy. Sở dĩ cấm thư Necronomicon làm người xem bị điên loạn chỉ có một cách giải thích. Thứ nhất, điều kiện cần là những nội dung trong đó là hàng thật giá thật chứ không phải bịa đặt. Thứ hai là những hình ảnh, văn tự của nó không phải vẽ hay viết bằng năng lượng vật lý bút viết bình thường. Nó được vẽ viết bằng năng lượng tinh thần. Nói cái này thì chỉ có đám phù sư biết bản Ma Thánh đang nói cái gì thôi. Còn không thì cứ xem như bản Ma Thánh nói dóc nghe cho vui tai. Thực thể sinh mệnh SCP là cái gì? SCP là một tổ chức bí mật, kiểu như trong phim Man in Black. Tổ chức này có nhiệm vụ bí mật bảo vệ địa cầu trước những thực thể sinh mệnh không phải là con người, là những sinh vật siêu nhiên, huyền bí, như quái vật, người ngoài hành tinh, ma quỷ, thần thánh, chúa, Phật. Mấy cái thực thể sinh mệnh này được gọi chung là SCP, cũng có thể gọi là Titan. Cái con Cthulhu này là một SCP trong số đó. Tiểu nữ thắc mắc, đã mấy ngàn năm rồi, làm sao cái con Cờ Thu Lù này vẫn còn sống? Khi nó gây họa cho nhân loại, nhân vương đã sai ba vị thánh nhân, thủ hộ giả nhân tộc đến địa cầu để xử lý. Vì nó là sinh vật duy nhất của tam giới, không thể cho nó đăng xuất, nên chỉ phong ấn linh hồn mà rơi vào trạng thái ngủ đông, rồi nhốt nó tận biển sâu, nên nó vẫn còn sống đến giờ. Nó vẫn sống là nhờ năng lượng phong ấn, rồi giải phóng năng lượng, phong ấn ngược lại. Cứ thế mà tuần hoàn cả mấy ngàn năm ngủ yên, chỉ sợ một ngày nào đó, mấy ông khoa học kiềm chế không nổi, động tay động chân vào pháp trận phong ấn. Nó mà thức tỉnh, thì địa cầu sẽ gặp phải kiếp nạn, gió tanh mưa máu. Ngủ đông là gì? Quái vật ngàn năm chẳng dỡn chơi, lai rồng bạch tuộc lại cánh rơi. Ngày nay say ngủ không nên thức, động vào phong ấn nạn đến nơi.